Ok, thì đây chúng ta có một cái chi tiết. Chi tiết này thì là chi tiết để mà mình sử dụng lại mình học thôi, nên nó khá là đơn giản. Thì mọi người thấy đây là gì? Bên ngoài của nó những cái thành nó sẽ nằm nghiêng. Đây ví dụ mình thấy đây nó có một cái góc nghiêng ha. Tương tự bên trên nó cũng vậy. Rồi, thì đối với cái trường hợp này, nếu mà mình muốn gia công thì chắc chắn chúng ta phải sử dụng những cái lệnh 3D nha. Chứ lệnh 2D thì có thể là ví dụ mình sử dụng lệnh contour đi thì nó vẫn có cái tùy chọn là taper, có nghĩa là mình thêm góc nghiêng vào. Nhưng mà những cái góc nghiêng khi mình nhập ở đó, nếu mà là số nguyên, số mà tròn đó, thì mình dễ nhập. Còn nếu như là số lẻ và có cái trường hợp ví dụ cái góc của mình mà nó cái phần sau dấu phẩy nó quá lớn thì mình không có nhập một cách chính xác được. Dẫn đến là chúng ta phải sử dụng những cái lệnh 3D để mình lập trình. Rồi, thì với cái biên dạng ở đây mọi người thấy là những cái bề mặt này nó nghiêng đúng không? Nó nghiêng nhưng mà nó chạy xung quanh. Thì mình sẽ liên tưởng đến lệnh contour. Tại vì lệnh contour là lệnh chạy theo biên dạng. Thằng này nó chỉ khác một điểm, đó là cái bề mặt nó bị nghiêng vào trong thôi. Đó. Rồi. Và ở đây thì mọi người thấy là gì? Nếu mà mình gặp cái trường hợp mà một ngà mặt nghiêng á, như vậy nè, thì mình sử dụng được cái lệnh parallel đúng không? Nhưng mà nhiều mặt nghiêng là không sử dụng parallel được nha. Ở đây thì cái lệnh contour nó cũng gần giống như lệnh parallel rồi. Nó sẽ tạo nhiều đường chạy giao trên nhiều cái độ sâu khác nhau. Nhưng mà nếu mà chúng ta sử dụng parallel thì nó sẽ chỉ đi thẳng thôi. Đi thẳng hoặc đi nghiêng. Tùy vào cái góc chúng ta nhập, nhưng mà nó không đi cong được nha. Đi cong là nó sẽ nó xé cái đường chạy giao, nó đi tùm lum hết đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi là contour, thì mọi người chọn cho mình một cái máy view ha. Rồi thì để tiện cho cái việc mô phỏng thì mình cũng tạo lại cái phôi này on city on entity. Ok rồi, chỗ này mọi người sẽ lấy cho mình cái lệnh contour. Thì lệnh contour nó cũng giống như những cái lệnh khác thôi, nó không có giống lệnh fillet bokeh ha. Nó sẽ có cả trong cái thẻ drop và cái thẻ finish. Đây mình thấy đây chúng ta có contour đúng không, đây chúng ta cũng có contour. Tuy nhiên á, thì theo mình sử dụng cho đến cái Master Công 2018 này nha, những cái Master Công 20 sau, dụ như 23, 24 bây giờ thì mình chưa có cài, chưa sử dụng nhiều. Nhưng mà đối với mức độ 2018 này thì hai cái lệnh trong hai cái thẻ Rough và Finish này, cái lệnh Contour á, mình thấy không có gì khác nhau hết, nó y hệt nhau luôn. Rồi thì bây giờ mình sẽ lấy cái lệnh ở trong Finish đi, Contour. Rồi chúng ta gia công 3D thì lúc nào chúng ta phải chọn bề mặt rồi ha. Thì đây mình sẽ chọn cái rào nguyên dạng xung quanh. Rồi mọi người hãy bấm phím Shift cũng được, bấm phím Shift để chúng ta chọn một lúc tất cả các cái bề mặt luôn. Ở đây thì thực tế là mình không có gia công bề mặt này, không gia công bề mặt này. Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta không chọn bề mặt này á, thì sẽ có cái trường hợp là con dao mình nó lủi xuống đây nè, nó đâm thẳng xuống chỗ này. Đây mình sẽ không chọn thử nha, lấy cái để bỏ ra. Rồi mình cứ chọn một lúc hai cái biên dạng như vậy đi, thử xem nó ra như thế nào, rồi lấy chúng ta sẽ tối ưu lại ha. Rồi đó. Ok rồi, tool thì mình sẽ lấy một cái con dao có sẵn trong cái thư viện. Mình tiếp tục sử dụng cái con Bone Mill ha. Bone Mill 10R1 đi. Rồi, blend thì tiếp tục là mặt shop. Ở đây thì ok, mình sẽ xem như cái lệnh này là lệnh drop ha. Mình sẽ nhập cái lượng dư ở đây 1.2 để mà finish lại.
Absolute ở phần retract. Rồi thì đây mình chọn cái thằng là finish contour, nên là cái chỗ này nó hiện chữ finish thôi. Rồi đầu tiên là mọi người sẽ nhập cho mình là cái gì, cái step down. Step down là mỗi lần mình đi xuống theo chiều z á, mình đi bao nhiêu. Đây là 2 mm. Rồi mình cắt thuận hay cắt nghịch đúng không? Ở trong đây thì thường cái lệnh contour 2D mọi người thấy là chúng ta cắt bộ dao bên trái hay bộ dao bên tay phải, compensation left hay là right. Còn thằng này thì nó sẽ tính là cắt thuận hay cắt nghịch ha. Nó khác chỗ đó. Rồi, direction thì mình cắt cái chiều á. Mình cắt một chiều là đi, ví dụ như đi một cái vòng theo cùng chiều đồng hồ đi. Thì đến đây nó sẽ đi tiếp cùng chiều đồng hồ nữa ha. Còn nếu chúng ta chọn zigzag thì là một vòng cùng chiều đồng hồ, và cái vòng thứ hai nó sẽ ngược chiều lại. Thì cái zigzag này hay sử dụng trong trường hợp mọi người cắt cái biên dạng nó hở thì mình hay sử dụng ha. Còn biên dạng kín thì không nên sử dụng zigzag như vậy, không cần thiết. Rồi tạm thời mình sẽ giữ nguyên hết những cái lựa chọn như vậy ha. Bấm ok cái. Rồi mình thấy đây nó tạo đường chạy dao cho mình. Rồi nhìn sơ qua thì thấy nó ổn đúng không? Nhưng mà cái vấn đề y hệt như mình nói lúc nãy này. Mọi người thử bấm bắt lọt. Rồi đầu tiên nó cũng xuống dao, nó cắt thì do con dao mình có R nên là nó sẽ phạm vào trong một xíu. Phạm ở đây là phạm cái hình chiếu từ trên xuống ha. Mình con dao nó cắt vào trong nhưng mà thực tế ở đây thì nó chưa cắt, tại vì nó có R. Rồi mọi người thấy tất cả những cái lệnh chạy dao của mình nó đều là liner feed nè ha. Thì đây mình sẽ giảm cái dung lượng đường chạy dao bằng cách mình vào mình bật cái add filter lên nha. Rồi, đó. Thì mình thấy là tại sao nó cắt bên ngoài, cái nó vào trong nó cắt nữa. Đó, cắt bên trong xong rồi tiếp tục ra ngoài cắt. Và giữa những cái điều đường cắt nó sẽ lệch nhau một xíu đúng không? Lệch nhau là sao? Ví dụ mọi người thấy đường này cắt đây nè, đường này cắt đây. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ giải quyết cái vấn đề là cái vùng cắt. Vùng cắt của mình đây là mọi người thấy là nó vừa cắt bên ngoài cái bề mặt và vừa cắt bên trong. Tại vì á, ở đây phần mềm nó sẽ không hiểu được cái vậy mình gia công là một cái khối, nó chỉ biết là mình chọn cái bề mặt bên trên này nè, như mình chọn bề mặt này đúng không, thì nó sẽ cắt bên ngoài và bên trong của bề mặt. Cắt bên trong bề mặt thì mình thấy là nó sẽ không có bị, nó không có nghiêng vào được. Đây không phải là máy 50 nên là nó không có nghiêng con dao nên nó xéo như vậy được, thì nó chỉ cắt thẳng xuống thôi. Đây là mình thấy bên trong nó sẽ đi thẳng xuống như vậy ha. Còn phía bên ngoài thì nó sẽ đi nghiêng ra được, đi nghiêng ra được ha. Tương tự cái thành ở bên dưới vậy, mọi người thấy là bên ngoài nè. Thì nó sẽ tạo đường chạy dao nghiêng, tuy nhiên bên trong thì đường chạy dao nó sẽ đứng, tại vì nó đụng với cái mép này nè, mình không cắt một bề mặt đi thẳng đứng xuống. Trường hợp này chúng ta lập trình 3D chúng ta gặp rất là nhiều nha, nhưng mà nếu mình không để ý mình xuất chương trình ra là chạy sai chi tiết của mình thì nó chạy cả bên trong bên ngoài. Rồi gặp trường hợp như vậy mà mình vẫn muốn sử dụng cái lệnh Surface này, ý là mình sử dụng một lệnh á, mình không muốn tách ra làm hai. Nếu mà tách ra làm hai thì mọi người có rất là nhiều cái phương án để xử lý. Bây giờ mình sẽ đi bằng cách nào? Mọi người vào cho mình cái Geometry ha. Chúng ta chọn cái gì? Cái phần là Check Surface. Rồi, Check Surface là mặt này và mặt này chẳng hạn đi. Recent Ray là ha. Thì mọi người thấy là bây giờ nó sẽ không còn cái đường bên trong nữa. Ta bấm Alt+S nè, mọi người thấy là bên trong không còn đường nữa nha. Nó chỉ còn đường cắt bên ngoài thôi. Tuy nhiên thì đây nó vẫn còn một cái đường nó nhảy bên trong nè mọi người. Cái đường này thì có thể nó không có cắt, nhưng mà tại sao nó xuất hiện ở đây? Đây ha. Cái lớp này mình cắt là đúng rồi, bên ngoài.
Rồi, đó. Thì tại sao nó như vậy? À, tại vì ở đây á, mình không cho va chạm với mặt này, à, thì nó vẫn được quyền tạo cái đường chạy dao đi sát mép trên đây. Đây này. Đó, hoàn toàn nó đâu có cắt cái bạc của mình đâu. Nên là trường hợp này nếu mọi người không muốn cho nó chạy trên đây nè, thì mọi người có thể làm gì? Tăng cái phần là stock to live on check, à, có nghĩa là cái lượng dư mà mình chừa ở trên cái mặt mà chúng ta gọi là check surface, ví dụ mình chừa 0.2 đi. Thì phương pháp này nó có cái ưu điểm và nó cũng có nhược điểm nha mọi người. Rồi mọi người thấy là mất cái đường chạy dao đi đúng không? Đó là cái ưu điểm mình có thể là không cho con dao nó rà vào những cái bề mặt mà chúng ta gọi là bề mặt check, là bề mặt mà mình đã gia công rồi hoặc là bề mặt mà mình không muốn con dao nó chạm vào, gọi là check surface. Tuy nhiên thì nó cũng kèm theo một cái gọi là cái nhược điểm. Nhược điểm này gặp cho mọi người gia công cái finish đó. Nếu mọi người chọn check ở đây, mọi người giờ lên 0.2 đúng không? Nó sẽ không chạm. Nhưng mà tương tự bên dưới này nè. À, khi mình gia công xuống dưới tới dưới đáy, tới đây đi. Đây nha. À, thì con dao mình nó cũng hiểu về mặt này, về mặt check, và cho dù mình có chừa hay không chừa lượng dư ha, nó không bao giờ nó gia công được tới cái đáy này, nó không được chạm vào mặt. À. Rồi vậy thì gặp cái trường hợp này chúng ta xử lý như thế nào? Ở đây thì thật ra cái vấn đề là do mình cố tình mình chọn quá nhiều cái bề mặt trong một lúc gia công thôi, nên là nó sẽ phát sinh thêm bề mặt này là bề mặt check bắt buộc. À, và bề mặt check này nó áp dụng cho thằng bên dưới không thì ok, nhưng mà lấy bề mặt này check để áp dụng cái thằng bên trên thì nó sẽ bị vấn đề như vậy ha. À, nên là mọi người có thể là đổi bề mặt này thành mặt gia công cũng được, bề mặt grind surface chứ không sử dụng nó thành check surface. À, đó là cái phương án. Rồi nhưng mà mình nghĩ tối ưu nhất là mọi người nên tách ra làm hai, à, bên trên mình gia công riêng, bên dưới mình gia công riêng, thì thằng này check của bên dưới thì nó sẽ không liên quan tới bên trên, à, chẳng hạn như vậy. Ok rồi, à, tiếp tục thì bây giờ mình sẽ vào mình tùy chỉnh một số cái tùy chọn ở trong cái phần là surface finish contour. Rồi ở đây thì mọi người vào cái phần soi răng đúng không, chúng ta giảm cái dung lượng của cái chương trình lại này, sử dụng cái air filter này nó rất là lợi hại ha. Trong trường hợp ví dụ mình thấy là nãy đây nè, khi nó chạy vào những cái cung này nó đều chạy G1, có nghĩa là nó muốn mà nó mượt á thì nó phải tách ra rất là nhiều điểm. À, bây giờ mình vào mình chuyển nó thành là ạt luôn. Rồi thử xem chương trình mình nó ngắn này không, thấy đây là ngắn rồi đúng không, nó có ẹt này, có ẹt thì sẽ nhập. À. Ở đây mình thấy nó xuất hiện một số đường nhát dao này. Đây, tại sao này xuất hiện đường nhát dao như vậy? Xuống dao chạy xíu, thì đây là do cái về cái check surface ha, chúng ta đang quy định cái check surface nên là nó hay xuất hiện như vậy lắm. Điều chỉnh đường chạy dao để không cắt lên đây nè thì nó hay xuất hiện cái đường xuống dao chạy xíu lên. Ok. À. Vậy thì chỗ này nếu mà mình không muốn nó như vậy, ok vậy có thể đèn led mình xử lý ha, led mình tách ra nó dễ hơn. Rồi à, vào đây thì mọi người sẽ có một số chỗ nữa, ví dụ như là cái Android Arc Light, Exit Arc Light, thì cái phần này mọi người hình dung nó giống như là cái gì? Nó giống như là cái gọi là lead in lead out ha. À, mọi người thấy là đây nè, khi mà chúng ta chạy dao. À. Ở đây mình sẽ bỏ cái phần bên dưới đi nha mọi người, mình làm phần bên trên thôi ha, bỏ cái on này đi.
mình chọn lại bên trên thôi. Rồi thậm chí chỗ này mình không cần sử dụng check surface luôn này ha, mọi người để xem, để nhìn dung xem mình làm cách nào, nhìn xem mình làm cách nào. Bỏ check surface thì tất nhiên nó sẽ chạy vào trong, đúng không? Đây chạy vào bên trong, và bây giờ mình sẽ làm một cái mẹo như thế này, đó là cái đường này á thì nó đang gia công ở trên mặt không, mình chỉ muốn nó gia công bên ngoài thôi, đúng không? Bên ngoài thôi. Thì lúc này mọi người có thể là vẽ một cái đường biên dạng ha, để lấy cái đường chạy ra bên ngoài thôi, là cái cách thứ nhất. Rồi cái cách thứ hai là mọi người sẽ vào trong đây, mọi người điều chỉnh cái kích tiếp cho mình. Kích tiếp có nghĩa là khi mà chúng ta cắt một cái bề mặt mà chúng ta không muốn cắt từ trên xuống dưới thì chúng ta sẽ quy định kích tiếp, đúng không? Dù đây mình sẽ cắt từ trừ 0.5 đi xuống là maximum là đâu, z coordinate point trừ 10. Ok, rồi, và lúc này thêm lại cho mình một cái check surface bên trên này nha. Đó thì mọi người thấy là mình giải quyết được cái vấn đề là nó nhất nhất lên như lúc này. Check surface là để hạn chế cái đường chạy dao đi vào trong, tuy nhiên chỉ hạn chế không thì chưa đủ. Hạn chế không thì nhiều khi mình cho dao mình chạy xét cái bên trên á, nó đụng nó sẽ nhất, mình sẽ cho cái deep cut nó thấp xuống xíu ha, thấp xuống xíu, thấp hơn mặt không này khoảng chừng 0.1, 0.2 gì cũng được. Ở đây thì mình cho đây là giá trị nó lớn hơn, đúng không? Rồi quay trở lại với cái phần lead in lead out của mình, thì đây mọi người thấy là khi chúng ta chạy dao cái đường này mình xuống dao thẳng đứng trong cái mép không, đó là mình xuống thẳng đứng nè, rồi đây mình lại xuống dao thẳng đứng. Thì bây giờ có cách nào nó và là nó tiết kiệm cái độ hao mòn của dao hơn không? Mình phải đưa dao ra ngoài mình xuống thôi, đưa dao ra ngoài xuống, đưa dao ngoài xuống thì người sử dụng mình là cái ạt ha. Rồi ở đây ý nghĩa của từng thông số này là gì? Rồi ok, radius có nghĩa là bây giờ mình vẽ lại một cái đường chạy dao contour bình thường ha. Dù chơi như vậy đi thì mọi người sẽ thường sử dụng cái lead in lead out, nó sẽ có hai khung vậy, đúng không? Cái khung này thì thường nó sẽ gồm là một cái cọ đường 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 ạt, đường cung tròn ha, và một cái đường line. Đây ạt radius thì cái bán kính này là bao nhiêu r ha, và cái gì ạt sweep là cái góc quét mỗi bên, ví dụ mình quét 1/4 là 90 độ nè, mình quét nó tròn ra như vậy luôn là 180 độ ha. Còn trường hợp mình quét ra xíu thôi thì mình nhập là 30 độ ha, hoặc là 60 độ đó, tùy theo vào mình. Đây mình sẽ nhớ mình nhập là 60 độ đi. Rồi ạt radius mình sẽ nhập là 3 nha, 360. Và nếu mọi người muốn thêm cái đoạn line này vào thì chúng ta sẽ nhập thêm cái thằng line len ha, nhưng mà thường thì mình sẽ không thêm line, mình chỉ thêm ạt thôi, hoặc là mình có thể thêm line, mình thêm một đoạn ngắn thôi ha. Đây r là 3 đúng không, góc mình nhập sẽ là 60 độ. Rồi mình thêm 1 mm line đi cho nó đầy đủ. Ok, rồi thì mọi người thấy là bây giờ nó sẽ có cái đường chạy dao ra vào nè.
Rồi, xong thì mình sẽ mô phỏng backplot thử ha. Rồi. Ok, à, thì ở đây chúng ta thấy là chạy thì cũng ổn định rồi đó. Mình tăng cái số lượng chạy giao lên, mình giảm cái step down xuống là ok. Nhưng mà tại sao đây nó còn nhấc giao này, ha? À, có cách nào cho đây nó chạy qua đây nó xuống giao luôn hay không? Rồi, thì để khắc phục được chỗ này mọi người sẽ vào cho mình cái phần Wrap System ha. À, chúng ta cài đặt ở cái phần là distance này nè, nhưng mình cho là bao nhiêu thì nó sẽ không nhấc dao lên 20 thôi đi. Đó, thì mình thấy đây nó sẽ không nhấc dao lên đúng không, mà nó sẽ ra ngoài nó xuống dao vào những cái dip. Rồi, ok, à, thì đây là một cái cách chạy khá là hữu ích khi mà người chạy những cái biên dạng mà dạng nó nối tiếp với nhau và nó có cùng góc nghiêng nha. Cái thằng này thì mọi người nên chạy cho mình là cùng cái góc nghiêng, chứ còn thằng nghiêng ít thằng nghiêng nhiều mình chạy kiểu này á thì là nó không hiệu quả ha, không tối ưu. Hoặc là thằng nghiêng ít nghiêng nhiều thì mình sẽ tách nó ra mình chạy hai lệnh. Đây giống như trường hợp mình đây là ha, bên dưới nghiêng ít bên trên nghiêng nhiều. Rồi ngoài ra mình thử một số tùy chọn khác đi. À, ở đây là chúng ta đang chọn chế độ là gì, broken. Broken có nghĩa là đường chạy dao nó đi ra nó xuống trực tiếp đúng không, đi ra bên ngoài nó xuống trực tiếp thì nó cắt cái lớp thứ hai. Mọi người có thể chọn qua một số kiểu khác. Đó, ví dụ như là gì? High speed, high speed. Rồi, high speed thì mình vẫn sử dụng được cái engine assist này. À, tuy nhiên mình sẽ có thêm một cái phần corner routing, tại vì đường chạy dao high speed mọi người biết rồi, nó sẽ không phải là một cái đường chạy dao mà nó bị hay bị cắt quãng đúng không? Mà luôn luôn nó có cái R ngay góc. À, thì cái R này mình cho người ta là bao nhiêu tối đa ha, cái này thì nó sẽ phụ thuộc vào tool nhiều hơn là phụ thuộc vào bàn. Rồi mình thử high speed ha. À, nó khác gì mọi người, nó khác là mà khi mà chúng ta chuyển giao giữa hai cái lớp cắt á, thì sẽ tạo một cái đường nghiêng như này. À, đây đúng không, thay vì xuống đây giống như lúc nãy đi ra xuống à, bằng lít in lít out thì bây giờ nó đi một đường nghiêng xuống. À, thì cách này mình xuống như vậy mình nghĩ nó sẽ ăn dao trực tiếp vào trong phôi đúng không, thì có thể nó không tốt. À, có thể ha, nhưng mà một số trường hợp thì mình phải làm kiểu này. Và một cái điều mình chắc chắn đây là nó sẽ không có bằng cái lệnh contour lúc nãy chúng ta làm, đó là nó sẽ có cái phản nhấc dao đúng không,
từ đây nè, nó nhấc qua đây để nó cắt cái clip thứ hai, chứ nó không có đi liền xuống clip này. Mọi người có chỉnh cái wrap setting lên thì nó cũng vậy thôi ha, nó không có nhấc lên. Đấy, sao mọi clip nó đều làm như vậy hết. Rồi ngoài cái điều này ra thì mình thấy nó bình thường ha. Rồi, mình thử những cái khác của nó như thế nào. Thật ra ở đây mọi người có thể điều chỉnh thu hẹp cái khoảng cách này lại là bằng cách chúng ta nhập cái RAM 2 GB nhỏ lại. Đây đúng không? Mọi người thấy nó nhỏ lại đúng không? Nhỏ lại thì khi mà nó cái khoảng cách nó ngắn lại thì mọi người thấy nó có thể xuống trực tiếp luôn. Giống như cái lệnh contour nhưng mà chế độ 2 broken lúc nãy. Có điều thì cái đường này nhìn nó hơi hơi lằng ngoằng ha. Nghĩ nó đi bằng G1 đường này. Nếu nó đi bằng G1 thì chương trình mình rất là dài đó ha. Tại vì để mà tạo thành cái đoạn như vậy thì nó tạo rất là nhiều điểm. Rồi, tương tự với kiểu là gì? RAM. RAM thì nó sẽ không thực hiện sử dụng được những cái tiêu chuẩn ở đây nha. Lúc đầu người chỉ học là cái RAM length thôi. RAM này thì nó là cái đường chuyển giao khi chúng ta hạ deep ha. Người thấy đây thay vì là lúc nãy chúng ta đi thẳng đứng đúng không? Thì bây giờ đi nghiêng. Và cuối cùng là flow surface. Flow surface. Thì flow surface nó cũng gần giống như là RAM, tuy nhiên nó sẽ đi thẳng đứng xuống. Có nghĩa là nó gọi là gì? Đi theo cái bề mặt á. Lúc nãy đường chỉ giao mà nó cũng thẳng 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 xuống hết. Và nó bám vào cái bề mặt mà nó đang hiện. Đây ha. Là mình thấy là đi thẳng xuống luôn đúng không? Tất cả có nghiêng nghiêng theo hai cái chiều kia. Đây, nó đâm thẳng thẳng xuống luôn. Thì cách này mình nghĩ nó cũng không tốt lắm ha. Tốt nhất ta không có sử dụng cái kiểu này. Rồi. Cách tiếp thì chúng ta đã tìm hiểu rồi trong những cái lệnh trước đó đúng không? Wrap setting cũng vậy, wrap này thì nó ít hơn. Rồi, chúng ta còn cái thẻ là gì? Spiral. Thì spiral này trong trường hợp mà mình contour ở trên một cái lõm tròn thì chúng ta có thể cho nó chuyển thành cái đường spiral là đường xoắn ha. Xoắn thì xoắn từ trên đi xuống. Nó vừa vẽ đường tròn và vừa đi xuống với mấy cái lò xo đó. Thì là spiral limit. Rồi còn số khác ví dụ như mọi người muốn xuống dao trực tiếp trong phôi mà kênh tua thì thường mình ít xuống dao trực tiếp trong phôi luôn ha, nên là cái thì chọn helix này thì mình hầu như là ít sử dụng. Rồi xa lao là mình sẽ quản lý về cái độ nghiêng của bề mặt mà mình gia công. Thì ở đây mọi người có thể là áp dụng cái trường hợp này trong cái nếu cái lựa chọn mọi người á, là mọi người gia công mọi người chọn hết hai mặt luôn. Thì mình vào giống machine ha, mình chọn thêm cái mặt bên dưới giống như lúc đầu. Rồi, thì bây giờ mình sẽ vào salao để mình quản lý, còn nếu mình không có để salao á, thì mình sẽ cao gia công từ trên xuống dưới không? Sorry mọi người, đây không gia công xuống ở dưới là tại vì người ta để cái tiếp ha, mình sẽ cho đi xuống tới đáy luôn.
à, điểm trường này đúng không? À, mình đang định chọn cái check để cho đừng có vào ha. Là rồi mình vào xa lao lên. Bây giờ mình sẽ giới hạn, ví dụ mình gia công một bên trên đi, mình nhập cái góc nó chỉ là bên trên thôi. À, giới hạn ví dụ như là từ 30, cái chỗ này mình nhập thử ha. Đó, cái góc này nó còn phủ bì, chúng ta nhập cái góc nó nằm khác rồi, mình cho là từ